Hello mọi người, hôm nay shop xin giới thiệu với cả nhà gói tẩy lùng giặt, hay được gọi là gói vệ sinh lùng giặt. Đây ạ, đây là một gói nha cả nhà. Và cái cách dùng rất là dễ luôn ha. Đối với máy giặt cửa trước hoặc là cửa trên chúng ta đều dùng được nha. Nếu mà cửa trên thì mọi người đổ hết một gói này vào trong lồng giặt. Sau đó chúng ta xả nước thật là đầy và chúng ta tắt cái chế độ giặt đi, để ngâm trong lồng giặt như thế tầm từ 1 đến 2 tiếng. Sau đó mọi người sẽ bấm nút giặt xả bình thường, thì chúng ta sẽ thấy cái nước ở trong lồng giặt của chúng ta rất là gớm luôn ha, đen và rất là dơ luôn. Đây là những cái chất bột sẽ giúp cho lồng giặt của chúng ta luôn sạch sẽ ha. Và sản phẩm này được nhập từ Hàn Quốc về nha cả nhà. Đây trên hình ảnh cũng đã có một bên là cái lồng giặt nó rất là dơ, và qua bên này sau khi được tẩy thì nó rất là trắng và sạch, và sản phẩm cực kỳ an toàn nha. Đối với máy giặt cửa trước thì mọi người sẽ đóng cửa khoang lại và chúng ta cũng bấm giặt như bình thường, sau đó thì chúng ta sẽ tắt cái máy giặt đi để cho nó ngưng, và chúng ta sẽ ngâm cái chất bột này cùng với nước ở trong lồng giặt từ 1 đến 2 tiếng. Sau đó thì chúng ta bấm giặt bình thường ha, để cho cái lồng giặt của chúng ta nó sẽ được sạch sẽ và được vệ sinh an toàn. Cái lồng giặt của chúng ta thì chúng ta sẽ rất là cọ rửa đúng không? Nó nằm ở sâu bên trong và có rất là nhiều cái lỗ thì chúng ta không thể nào mà đưa bàn chải vô để cọ rửa được. Vì vậy mọi người nên sử dụng cái sản phẩm này để chúng ta vệ sinh lồng giặt một cách sạch sẽ, để quần áo của chúng ta không có bị cuộn những cái chất dơ đó vào ha. Đây ạ, một túi như thế này 60k nha. Nếu mọi người mua 2 túi thì còn 50k thôi nha. Sản phẩm chính hãng của Hàn Quốc nhé.